Rồi, tiến hành mình làm cán luôn em. Gieo khoai cổ dưới. Này làm cán xong mới tru già ha. Này là gieo khoai cổ dưới, tại vì làm cổ dưới nhưng mà thằng này nó cũng như là nó cũng như nó là mình thon ha. Cũng như mình nói đó là cái dao khoai này cho cổ dưới mình thon đó, tại mình nó hơi dài hơn mình thấy gì chứ nó mới nói lại đây thì nó dây gan thôi ha, nó vậy thôi đó. Rồi. Cái này cán này ảnh đặt bằng cán mun sừng anh em ha, cán gỗ mun. Giờ mình chẻ cục này ra mình làm ha. Này nó có xanh nữa ha, không sừng xanh. Ok, cán này nè, đẻo mới ra nè ha, đẻo ra nó ra xanh lét nè ha, nè thấy không? Đã không? Rồi tiến hành cái mình khoan cái mình vô ha, sướng thiệt chứ, dân nó dân xanh đó anh em đó. Xanh này nó mắc hơn cái lỗ đen anh em ha, tại vì người ta tiện lục bình cái đồ mỹ nghệ, người ta mua mấy cái này nó tiện lên cái dân nó đẹp lắm, nó dân ghiền lắm, gỡ vô cái cũng mệt à, khẩm đạn à. Cuối cùng rồi bơ vơ cho em xin một đêm trắng gói, tìm đóng cho ta năm xưa gần hết cho lòng quên. Rồi tiến hành chú già
Ok, tiến hành vô cát. Bên kia quýt bại la quá trời la, mới nãy bắt nhạc đùng đùng, giờ bắt cười, giờ qua khóc rồi. Ai đâu qua khóc rồi qua cười. Rồi tiến hành với mình vô keo rồi mình làm việc luôn em. Rồi tới nhạc nữa anh em, nữa hát nữa chết luôn rồi. Thôi anh em ơi, mình nói sơ sơ thông số này cho anh em ha, thì mình xin xuống clip luôn đi chứ. Cân luôn cho anh em xem ha, cho anh ruột xem luôn. Bây giờ mình cân đo cái thông số cho anh em mình xem ha, anh ruột đặt nha. Đó anh đặt là 39 đúng không, đó 39 ha. Rồi thì bề bản chỗ có khoảng giữa con dao này ha, thì nó khoảng 63 ha, cân nặng đó. Cán này anh làm kêu làm hơi 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 nhỏ ha, nó hơi chắc hơn chút ha. Đó. Đó. 1 kg 78 ha, lên chá quá đó, 1 kg 78 gram rồi. Ok thôi vậy mình cũng xin xuống clip anh em ơi, tại bữa nay hát hò quá trời, nay tới giờ mà vẫn còn hát hò ha. Đó dao mình nó vậy đó, tình trạng vậy đó ha. Thôi vậy em cũng cảm ơn anh ruột rồi, thì đây chốt mình đã chốt xong rồi ha, đó hai chốt và một khâu đầu khâu đuôi ha, cái này nó dính ấy thôi ha anh em, này nó không có phải dính gì không, nhớt thì mình tha vô chút xíu nhớt để cho nó ấy thôi. À da, cúng gì đâu à. Đó chỉ nó dính ấy nhớt thôi. Rồi thôi vậy mình cũng xin xuống clip đi anh em ơi. Hát quá đời hát thôi ngày nay.